Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng, một mẫu biệt thự mái Thái được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Cao Văn Tiến, địa điểm là tại Thanh Hóa. Chi tiết là thuộc thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Tiến đã cùng với lại các kiến trúc sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Nói chung xong một sơ thiết kế thì gia đình nhà anh rất là ưng ý và hiện tại thì chúng tôi đang đàm phán về quá trình thi công trọn gói công trình này. Như các bạn thấy đây, đây là một công trình mà mang đặc thù cái phong cách của Mark Home, mang lại cái sự mới mẻ trong thiết kế, mang lại những cái điểm nhấn, những cái màu sắc cũng như cái ngôn ngữ thiết kế rất là riêng biệt. Trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Như các bạn đã biết rồi, cái xu thế thi công trọn gói nó đang là một trong những cái xu thế của thời đại. Nếu như chúng ta ở tại Sài Gòn hay tại Hà Nội thì các bạn sẽ thấy rằng việc thi công trọn gói người ta đã làm rất là lâu rồi. Người ta đã sử dụng các dịch vụ thi công trọn gói này cách đây 5 năm, 10 năm rồi, không như thế là tại những miền quê. Hiện tại thì cái xu thế thi công trọn gói nó đã lan tỏa về khắp các miền quê trên mọi miền Tổ quốc và Mark Home là một đơn vị đi đầu, đi tiên phong trong cái lĩnh vực vừa bao gồm thiết kế đến thi công trọn gói đến hoàn thiện nội thất, xin cấp phép xây dựng và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Nói chung là mọi tất tần tật những cái quy trình liên quan đến xây dựng thì Mark Home đều có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Các bạn nào ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua hai số line chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Bạn nào muốn xem lại video hay mọi nhà đẹp, các bạn có thể vào website của chúng tôi là markhomevn.vn. Trong này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ như thể là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Các bạn sẽ được vay tối đa là 75% giá trị hợp đồng thi công trọn gói của mình và cái lãi suất chúng ta sẽ trả hàng tháng bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi. Đặc biệt là cái lãi suất ở đây rất là thấp, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thế nên là các bạn luôn yên tâm về cái việc lãi suất, nó không như thể là việc chúng ta vay bên ngoài. Thế nên là chúng ta luôn yên tâm là chúng ta được vay với sự hỗ trợ là tốt nhất rồi. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay thì các bạn thấy là đây là một công trình biệt thự mái Thái mang cái phong cách tân cổ điển một chút. Thế thì vì sao chúng ta lại biết được là ngôi nhà này được thiết kế theo ngôn ngữ tân cổ điển? Thì trong cái phong cách thiết kế, những cái trường phái thiết kế tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta đang thịnh hành một số phong cách như thể là phong cách hiện đại. Như thể phong cách tân cổ điển, như thể là phong cách cổ điển, như thể phong cách Trung Hoa hay là phong cách classic. Nói chung là có rất nhiều cái phong cách nhưng các bạn phải nắm bỏ biết được rằng mỗi một phong cách nó có một nguyên lý thiết kế khác nhau, nó có một cái quy tắc thiết kế nó khác nhau mà chỉ cần nhìn vào sơ qua một cái là các bạn sẽ biết được những cái đấy nó thuộc phong cách gì. Công trình này với cái hệ mái Thái, bởi vì chúng ta thấy có phần xây thu hồi, có phần đổ bê tông mái vát. Còn lại mái Nhật thì chúng ta không có phần đổ bê tông mái vát mà chúng ta sẽ đổ bê tông theo diện phương ngang, sau đấy lợp vỉ kèo và dán ngói. Còn ngược lại phương án mái bằng là chúng ta chỉ việc đổ bê tông mái bằng thôi, không hề có phần mái ở phía trên. Công trình này thì được thiết kế với gam màu lạnh. Đấy thì các bạn biết rõ rồi, nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi các video của tôi thì các bạn sẽ biết được cách phân biệt, cách bố trí tỷ lệ màu trong từng công trình. Trong cái thiết kế của chúng ta có 3 cái gam màu chủ đạo. Các bạn lưu ý nhé, bất kể công trình nào nó cũng chỉ có 3 gam màu thôi. Thứ nhất là gam màu lạnh. Gam màu lạnh thì chúng ta sử dụng chính chủ đạo là cái màu xanh, màu ghi, những cái màu nó mang cái sắc thái nó nhẹ nhàng, nó nhợt nhòa. Thứ hai là gam màu nóng. Gam màu nóng thì các bạn sẽ thấy những cái mái ngói nó màu đỏ, những cái diềm trang trí nó màu nâu, màu cam, màu vàng. Nói chung nó thiên về những cái màu nó rực rỡ, nó chói chang. Và cái thứ ba là gam màu trung tính. Ngược lại với lại màu nóng và màu lạnh thì gam màu trung tính nó chỉ có duy nhất hai màu là trắng và đen. Nó tồn tại song song và xuyên suốt công trình, chỉ duy nhất hai màu trắng và màu đen. Về cái nữa đấy chính là cái phân bố tỷ lệ màu trong công trình. Các bạn đứng ở bất kỳ góc nào các bạn cũng sẽ có được cái tỷ lệ là gì ạ? Từ 60 đến 65% là chúng ta là gam màu chủ đạo. Như công trình này chính là gam màu trắng hay còn gọi là trắng kem. Đây là gam màu chủ đạo. 20 đến 25% là gam màu phụ đạo. Đây chính là phần màu mái này, mái xanh, đây gọi là gam màu phụ đạo. Và 5 đến 10% là gam màu điểm nhấn. Như trong công trình này chính là cái phần màu nâu là gam màu điểm nhấn. Màu điểm nhấn thì nó có tác dụng bổ trợ cho gam màu chính cũng như thể bổ trợ cho gam màu phụ và nó nhấn nhá trong công trình, tức là chúng ta sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Chúng ta thấy cái sự nổi bật của nó. Đấy gọi là cái phần gam màu điểm nhấn. Gam màu điểm nhấn này thì nó có thể là gam màu nóng cũng có thể là gam màu lạnh, bởi vì nó mục đích của nó chỉ là điểm nhấn thôi. Đấy, nó nhấn mạnh những cái chi tiết, những cái tiểu tiết mà chúng ta sẽ nhìn, sẽ đập vào mắt mình.
Công trình này với hệ cửa của chúng tôi đang sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi, được đục đẽo rất là đẹp và rất là công phu. Toàn bộ hệ lan can chúng tôi sử dụng là lan can sắt sơn tĩnh điện. Đơn giá của nó rất là cao, nó thường dao động ở tầm 1 triệu tư đến 1 triệu 6 một mét dài. Toàn bộ hệ cửa sổ chúng tôi sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha, màu trắng, kính là kính an toàn hay lớp 6 ly 38 hoặc là 8 ly 38. Ngày nay thì người ta thường hay sử dụng kính an toàn, bởi vì là các bạn thấy rằng khi mà chúng ta đập vỡ nó sẽ không bị vỡ vụn và nó có cái keo nó gắn liền những cái mảnh kính lại với nhau, thế nên là nó rất an toàn cho người sử dụng. Đây là góc chính diện công trình, thì các bạn thấy cái phần điểm nhấn này, những cái phần trụ cột này, họa tiết này, đấy, nó mang cái phong cách tân cổ rõ ràng. Đây là góc nhìn từ trên xuống. Còn đây là góc nhìn buổi tối. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi sâu vào chi tiết bộ hồ sơ này. Thì trước hết chúng ta sẽ xem qua cái phần hồ sơ thiết kế kiến trúc. Ở trong cái phần hồ sơ thiết kế kiến trúc, cái mà các bạn quan tâm đầu tiên cho tôi đấy chính là cái phần mục lục bản vẽ kiến trúc. Thì mục lục bản vẽ kiến trúc này nó gồm có hàng vài chục cái hạng mục lớn nhỏ khác nhau. Thế nên là để xem hết một bộ hồ sơ hàng trăm trang thì chúng ta không thể xem được trong 15 hay 20 phút được, mà các bạn xem những cái hạng mục chính thôi. Ví dụ như trong một bộ hồ sơ này các bạn quan tâm cho tôi ba vấn đề chính. Thứ nhất là về mặt bằng. Mặt bằng nó liên quan đến công năng sử dụng, nó liên quan đến phong thủy công trình và nó liên quan đến giá thành. Thứ hai là phần mặt đứng và phần mặt cắt. Mặt đứng và mặt cắt là nó thể hiện cái phối cảnh bên ngoài công trình cũng như thể là cái kết cấu ở bên trong, cái phần chịu lực của công trình. Và cái cuối cùng đấy chính là cái chi tiết cửa đứng, cửa chính và cửa đi. Bởi vì cái chi tiết cửa chính và cửa đi này nó sẽ cho chúng ta biết được cái con số thông thủy, cái con số mà nó mang tài lộc, mang vượng khí, nó giúp cho gia chủ chúng ta trong con đường làm ăn cũng như thể là những cái mối quan hệ trong gia đình. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi vào trong cái phần mặt bằng chi tiết tầng 1. Với mặt bằng chi tiết tầng 1 này chúng ta quan tâm đến kích thước chiều ngang và kích thước chiều dài. Công trình này có một chiều là 11,2 m nhân với lại một chiều là 8,32 m, chúng ta cùng nhân ạ. 11,22. 11,22. Phẩy 22 nhân với lại 8,32. Như vậy là cái diện tích mỗi sàn nó rơi vào tầm 95 mét vuông, nếu như cộng cả sảnh trước sảnh phụ nó rơi vào tầm 100 mét vuông. Thì với bố trí này chúng ta sẽ bố trí làm 3 lối tiếp cận. Thứ nhất là từ sảnh chính đi vào, thứ hai là từ sảnh phụ và thứ ba là lối đi ra vườn sân sau. Thì trong cái bài trí về các cái hướng sảnh này thì các bạn lưu ý cho tôi là gì ạ? Tim của trục sảnh chính không bao giờ đồng trục với lại tim trục sảnh phụ hay là lối đi ra sau vườn. Bởi vì người ta quan niệm và phong thủy là gì? Tiền tài vào từ cửa trước rồi sẽ là lướt theo ra cửa bên cửa sau. Thế nên là chúng ta kiêng kỵ cái vấn đề đấy. Cái thứ hai là gì? Là chúng ta đặt cái phần la bàn vào chính giữa mặt bằng để chúng ta biết được là công trình này khu vực nào là cung đen, khu vực nào là cung đỏ. Với những cung đỏ chúng ta sẽ ưu tiên đặt nó là phòng khách, đặt nó là cửa chính, đặt nó là ban thờ. Với những phần cung đen chúng ta sẽ ưu tiên đặt nó là cầu thang, đặt nó là hành lang và đặt nó là những không gian phụ. Công trình này với phòng khách rộng hơn 30 m2, theo tôi thì với 30 m2 như thế này là nó khá là bé, nhưng tuy nhiên nó lại thông với lại phòng bếp rộng gần 25 m2. Như vậy là tổng thể cái không gian chung nó lại trở thành rộng. Đấy. Và ngoài ra chúng ta có một phòng 01 rộng gần 15 m2. Đây gọi là phòng ngủ dành cho ông bà, những người mà không thể leo trèo lên tầng 2 được. Và có một nhà vệ sinh ở ngay dưới tầng 1 sau khu vực bếp. Bố trí công năng như thế này là khá là phù hợp rồi. Và các bạn lưu ý rằng là gì ạ? Là với những ngôi nhà vườn, thế nên là chúng ta phải ưu tiên cho những cái phần cửa sổ nó thật là rộng. Đấy, nó phải rộng thì chúng ta mới lấy được ánh sáng tối đa, lấy được nhiều những cái ánh sáng vào trong công trình. Lên trên tầng 2 thì các bạn thấy là trên tầng 2 chúng ta sẽ bài trí được 3 phòng ngủ, trong đấy có một phòng master. Phòng master này chúng ta sẽ có không gian thay đồ, không gian làm việc riêng. Cái đặc biệt ở ngôi nhà này trên tầng 2 đấy chúng ta có rất nhiều ban công. Đấy, các cái phần ban công giả này. Đấy các bạn có thể xem trên cái phần thiết kế ngoại thất.
Đấy, đây là những phần ban công giãn các bạn nhé. Chúng ta có thể bố trí lối đi được ra bên ngoài. Đây, ví dụ như phần cho phòng ngủ 02 là chúng ta hoàn toàn có thể đi được ra bên ngoài. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có một cái phòng ban thờ. Một cái phòng ban thờ đặt ở ngay khu vực này. Đấy, cũng khá là phù hợp rồi. Chúng ta xem đến phần mặt cắt và phần mặt đứng công trình. Đây là cái phần mặt đứng công trình. Thì trên cái phần mặt đứng này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta thể hiện cái cao độ từng phần rất là chi tiết và rõ ràng. Như thế là hệ ngũ cấp này, như thế là chiều cao mỗi tầng này. À, như các bạn thấy đây là chiều cao thông thủy tầng 1 chúng ta đang lựa chọn con số là 4m2. Chiều cao thông thủy tầng 2 chúng ta đang lựa chọn con số là 39 và phần mái là 36. À, ba con số này nó là đẹp rồi, nó là hợp phong thủy rồi. Bởi vì thứ nhất nó là những con số chia hết cho 3. Cái thứ hai là nó là những cái con số đẹp. Đấy, các bạn chỉ nên lựa chọn cho tôi những con số như thế này thôi. Chúng ta đừng nên lựa chọn con số 4m1 hay là 4m hay là 3m85. Và các bạn đừng lựa chọn những con số xấu đấy. Nó rơi vào những cái cung xấu thì nó sẽ khiến cho những cái kích thước tỷ lệ đồ của chúng ta nó không phù hợp với lại đồ nội thất. Tương tự đối với lại những cái phần mặt đứng còn lại. Thì thường một công trình chúng ta có 4 phần mặt đứng. À, các mặt cắt chúng ta sẽ thấy được cái độ dày của dầm sàn, chỗ nào chúng ta hạ cốt, chỗ nào chênh cốt. Và cái quan trọng cuối cùng đấy chính là cái phần về cửa đi, cửa chính và cửa thông phòng. Thì trong cái phần mặt bằng về bố trí định vực cửa đây thì các bạn sẽ thấy được chúng ta đang bố trí SD. S tức là ký hiệu của phần cửa sổ, D là ký hiệu của phần cửa đi. Đấy, và DV kép là ký hiệu của phần cửa nhà vệ sinh. Rất là rõ ràng. Thì trong này chúng ta còn có luôn cả các cái kích thước, các cái cao độ. Đấy, thì đối với lại những cái chi tiết về bóc tách cửa này thì các bạn sẽ quan tâm cho tôi đến những cái con số thông thủy bằng cách là gì? Chúng ta lên mạng chúng ta gõ thước lỗ ban. Và khi có thước lỗ ban rồi thì các bạn chỉ việc nhập thông số vào đây để kiểm tra xem là cái kích thước của mình nó đúng rơi vào cung đó chưa. Ví dụ như thế là chúng ta rơi vào tầm 1m6, chúng ta rơi vào cung quý nhân. Đây là cung đó rồi. Thì khi mà tra thước lỗ ban các bạn quan tâm cho tôi hai yếu tố. Thứ nhất là chúng ta có rất nhiều loại thước lỗ ban. Tuy nhiên các bạn chỉ quan tâm cho tôi đến thước lỗ ban 52.2 bởi vì nó là loại thước chuyên dành cho đo khoảng thông thủy. Cái thứ hai là các bạn khi đo ấy, thì các bạn phải trừ khuôn bao phào nẹp đi. Tức là chúng ta chỉ đo trong những cái hạng mục mà nó mở cửa, mở ra, mở vào được thôi. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là chúng ta chỉ đo trong những cái phần khoảng sáng. Đấy, tức là cái phần lọt lòng ở bên trong này. Đấy, tương tự đối với lại phần cửa đi và phần cửa sổ thì chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta tra được hết các bản vẽ. Tương tự đối với lại bộ hồ sơ về kết cấu và điện nước thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Đối với lại hồ sơ kết cấu thì các bạn chỉ quan tâm cho tôi ba yếu tố. Thứ nhất là phần móng công trình. Thì mỗi một đặc thù công trình, mỗi một nền địa chất chúng ta có phương án lựa chọn móng khác nhau. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách lựa chọn rồi. À, thứ nhất chúng ta xem về nền đất. Nền đất là gì ạ? À, ví dụ như công trình được xây trên nền đất đỏ, đất đồi, đất đá phong hóa thì các bạn sẽ sử dụng là hệ móng cốc, móng đơn, móng băng. À, nếu như công trình xây trên nền đất liền thổ, đất thịt lâu năm thì các bạn sẽ sử dụng hệ móng bè, hệ móng băng. Còn nếu như công trình mà xây trên nền đất ao, đất hồ, đất đầm lầy thì bắt buộc các bạn phải áp cọc. Như công trình này chúng tôi đang sử dụng là hệ móng băng. Đấy, và chúng ta thấy là các cái chi tiết thiết kế, những cái chỉ định sắt thép, những cái kích thước của nó quá rõ ràng và quá chi tiết. Rất rất ít đơn vị có thể bóc tách chi tiết được như thế này. Hầu hết các đơn vị thiết kế người ta thường hay tập trung vào diễn họa ngoại thất. Đấy, diễn họa những bộ hồ sơ kiến trúc. Còn đối với lại Mac Home chúng tôi luôn đầy đủ các chi tiết về sắt thép, về kết cấu, về bóc tách vật tư vật liệu. Nói chung đấy mới là những cái mà khách hàng cần. Bởi vì chúng tôi là đơn vị hiện tại đang là đơn vị duy nhất có thể bao thầu chọn gói thi công. Thế nên là chúng tôi hiểu rõ những cái khó khăn trong cái quá trình thi công, hiểu rõ những cái gì mà chủ nhà băn khoăn, những cái gì mà khách hàng người ta muốn thể hiện trên bộ hồ sơ thì chúng tôi đã thể hiện rõ ràng trên đấy rồi. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và đặc biệt là những đội thợ người ta làm việc với những bộ hồ sơ của Mac Home người ta rất là thích. Đấy, rất là thích bởi vì nó quá đầy đủ và quá chi tiết. Để các bạn thấy những bộ thống kê thép này, thép phi 6, thép phi 8, thép phi 10, phi 18, phi 20. Bao nhiêu kg, chiều dài bao nhiêu mét chúng ta có đầy đủ hết. À, cái thứ hai là liên quan đến phần thân ở đây chính là cột, chính là dầm.
Đấy, độ dày của nó là bao nhiêu, đi bao nhiêu cây thép. Và cái thứ ba là phần mái. Như tôi đã nói quý vị các bạn rồi, phần mái chúng ta có rất rất nhiều biện pháp thi công. Nhưng mà phương án thi công tối ưu nhất là các bạn nên đổ bê tông mái bằng. Sau đấy chúng ta xây thu hồi. Và những cái phần tường thu hồi này các bạn cũng phải đổ một cái lớp cột ở trên này, để cho nó gì ạ, nó chống cái việc chúng ta bị xô đổ. Bởi vì các bạn thấy rằng cái tường chúng ta cao tận 3 mét, hơn 3 mét thì nó rất là mong manh. Thế nên là các bạn phải có giằng tường. Đấy, nhiều người xây rất là chủ quan nên là sau này nó sẽ bị nứt, bị đổ. Đấy là cái vấn đề chúng ta không có kinh nghiệm trong quá trình thiết kế và xây dựng. Hồ sơ cuối cùng, đấy là phần hồ sơ về điện nước. Thì trong cái điện nước này tôi không nói nhiều, bởi vì là chúng ta sẽ quan tâm đến cái biện pháp thi công thôi. Về biện pháp thi công thì các bạn có thể là đi theo phương án dán dây, phương án ống gen mềm hay là đi theo ống gen cứng. Ngày xưa thì thường hay sử dụng là ống kẽm đấy, nó cũng rất là tốt. Nhưng mà chi phí nó khá là cao. Đấy, và cái đặc biệt là chúng ta ngày nay thì chúng ta có những cái phần hiện đại hơn, như thể là nước nóng trung tâm. Cái nước nóng trung tâm như này tôi đã hướng dẫn với lại quý khách của chúng tôi rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta nên sử dụng, chúng ta không nên sử dụng những cái bình nước nóng nổi, những cái bình Ferrari nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tốn kém trong cái việc bảo trì bảo hành chúng ta, và đặc biệt là nó cũng hay bị rò rỉ điện. Đấy, nếu như chúng ta sử dụng tầm 5 năm 10 năm thì các bạn đã thấy những cái mối gỉ từ những cái ốc vít nó ra rất là nguy hiểm. Ngày nay thì thường người ta sử dụng bình nước nóng trung tâm là nhiều. Tức là chúng ta chỉ có duy nhất một hệ thống nước nóng và chúng ta cấp được cho tất cả những cái đầu ra. Đấy, các bạn rửa bát thì các bạn cũng sử dụng chung một cái hệ nước nóng. Tức là chúng ta không phải treo những cái bình nước nóng vào trong tất cả các phòng, mà chúng ta chỉ dùng duy nhất một bình ở trên mái thôi. Và nó có cái ưu điểm là gì? Thứ nhất là chúng ta không phải đợi. Đặc biệt đối với lại khí hậu tại miền Bắc thì vào mùa đông các bạn thường phải đợi từ 5 phút đến 10 phút để cho bình nước nóng nó nóng lên. Nhưng mà riêng với nước nóng trung tâm thì chúng ta không phải đợi, tức là lúc nào chúng ta bước vào xả vòi là nó có nước nóng rồi. À, cái thứ hai là nó tiết kiệm trong chi phí bảo trì, bởi vì nó chỉ có một đầu thiết bị thôi. Cái kia chúng ta sẽ ra tận 5 cái bình. À, ngược lại ở đây thì chúng ta chỉ có duy nhất một bình. Thế nên là bây giờ thì người ta thiên về bình nước nóng trung tâm nhiều hơn. Và cái chi phí nó cũng rất là thấp, chỉ 25 đến 30 triệu trong những ngôi nhà 2 tầng hay là 3 tầng thôi. À, tương tự như thế là điện thông minh. À, tương tự như thế là năng lượng mặt trời, thái dương năng hay là điều hòa trung tâm. Đấy là những cái thiết bị mà thời đại ngày nay thì người ta hay sử dụng. Đấy. Video ngày hôm nay thì tôi đã vừa hướng dẫn với quý vị và các bạn chi tiết một bộ hồ sơ, rất rất chi tiết một bộ hồ sơ một ngôi biệt thự 2 tầng được một home thiết kế do gia đình nhà anh Tiến. Nếu bạn nào có nhu cầu thiết kế hay là thi công trọn gói, các bạn vui lòng liên hệ qua hai số online chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình.